Này Mỹ Thuật Top có nhận một chiếc máy Asus để vệ sinh nha các bạn. Mình đã mở cái mặt sau nó ra rồi. Đây máy đây. Máy còn rất là thơm mùi bụi luôn. Bụi đủ kiểu. Này cái fan các bạn thấy không? Fan bích cả lục khí luôn. Vệ sinh laptop Gaming thì bên mình nhận vệ sinh với giá là 300.000 đồng nha. Thì quả thật là với cái tình trạng như thế này thì bạn vệ sinh rất là đáng đồng tiền bát gạo, chứ không có phải là quá đắt nha các bạn. Và cái tình trạng này là các bạn cũng nên cẩn thận, là không nên để cái máy chúng ta nó tình trạng như thế này. Tại vì khi mà máy quá nóng, hoạt động nó không ổn định, thậm chí nó sẽ chết phần cứng nha. May mắn là máy này bụi nhiều nhưng mà vẫn chạy ổn định nha các bạn. Đó, mình quay clip này để các bạn thấy là bên trong một chiếc gaming nó như thế nào. Nhiều khi chúng ta không mở máy ra các bạn cứ tưởng là chiếc máy nó bình thường và nó không có gì đặc biệt bên trong đây. Nguyên tắc cơ bản là sau 1 năm, nếu mà những bạn kỹ tính, hoặc là sau 1.5 năm, bất cứ dòng laptop nào, laptop văn phòng, laptop gaming thì các bạn nên đi vệ sinh laptop 1 lần trong 1 năm nha. Chi phí vệ sinh nó chỉ dao động từ 200.000 đối với laptop văn phòng và 300.000 đối với laptop gaming nha. Bạn nào cần thì book Mỹ Thuật Laptop để bên mình hỗ trợ xử lý những tình trạng thế này cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video này.